Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn về sản phẩm đèn LED RGB của Godox, thiết kế dành cho những người nhiều tiền. Đó là sản phẩm TL30, giá bán của nó là 2.350.000 đồng, cũng không quá cao đúng không? Vậy thì nó có gì mà gọi là đèn nhà giàu? Chiếc đèn này vốn dĩ chả có gì đặc biệt với một mớ thông số bình thường mà đèn nào cũng có. Thế nhưng điểm khác biệt lớn nhất là Godox đã vô tình một cách cố ý, hoặc cũng có thể là cố ý một cách đầy vô tình, thiết kế cho nó cực kỳ nhiều phụ kiện và đồ chơi đi kèm. Và sau khi mình tìm hiểu đến đoạn này thì thực sự là mình chỉ muốn có thật nhiều tiền để mua hết đống này về chơi cho nó đã. Về thiết kế bên ngoài, nó được làm ra với mục đích kết nối nhiều chiếc với nhau nên các góc cạnh đã được tối ưu hết sức. Hai đầu có hình bát giác và đều có nam châm, không giống như đa số các đèn khác được thiết kế là một nửa hình bát giác còn một nửa vẫn là đường tròn. Rõ ràng ý đồ thiết kế của Godox là muốn nó có khả năng liên kết cao nhất. Các nút bấm cũng được gói gọn trong phạm vi một cạnh của bát giác, giúp vẻ ngoài của TL30 trơn tru hơn rất nhiều. Với phụ kiện theo hộp thì chúng ta chỉ được cho sẵn một túi đựng bằng da, một dây sạc, một bộ nam châm dính lên tường để gắn đèn và một dây treo có sẵn ốc để gắn vào đèn. Ngoài ra, các bạn có thể tìm mua các loại phụ kiện thú vị hơn như vòng kết nối các ống đèn với nhau, vòng lớn có thể gắn tối đa lên đến 8 đèn. Túi chống thấm để có thể dùng dưới nước. Một bộ tổ ong cỡ nhỏ dành cho led ống. Hoặc là kẹp nhựa cố định đèn lên chân đỡ. Sau khi xem xét về TL30 thì mình có lời khuyên đối với các bạn là nếu có ý định mua light stick thì nên cân nhắc xem nhu cầu của mình là gì. Nếu bạn chỉ cần 1-2 chiếc và nó sẽ làm được nhiều thứ thì nên cân nhắc những chiếc như BL240 của Amberfu hay IN30 Shop, IN660 của Yongno chẳng hạn. Còn nếu bạn có nhiều kinh phí và muốn setup nhiều thứ phức tạp, cần từ 4 đèn trở lên có thể phối hợp với nhau thì TL30 sẽ không khiến bạn thất vọng. Sau khi xem xong clip này mà bạn nào cảm thấy nhói nhói ở vùng bụng thì link sản phẩm mình đã để dưới phần mô tả. Mọi thắc mắc cũng như góp ý các bạn có thể để lại ở phần bình luận phía dưới. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các clip tiếp theo. Đến với HL Studio, chúng tôi hân hạnh mang đến cho các bạn những thiết bị tốt nhất phục vụ cho công việc quay phim, chụp ảnh. Từ các loại đèn LED bỏ túi, LED ống cho đến các loại đèn chuyên dụng trong studio. Từ các loại phông nền, chân đỡ đến micro thu âm. Bạn cần bất cứ thứ gì chúng tôi đều có. Đến ngay showroom để được tư vấn những sản phẩm tốt nhất với mức giá ưu đãi nhất. Link website được để dưới phần mô tả của video này.